là Huy, biệt danh Huy Sherlock, có khả năng quá thân thành nhiều nhân vật khác nhau. Trò chơi này rất hấp dẫn. Lâm Tiger chính là sư phụ của tôi. Ông là một bậc thầy về múa lượn. Muốn bắt được gọt con phải vào tận hang gọt. Trang Silicon, trợ lý của tôi, một cô gái quyến rũ. Chúng tôi là biệt đội thám tử chuyên điều tra án tình. Vì tình yêu là nơi ẩn chứa những bí mật. Thám tử tình yêu phát sóng 19 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7.